Ngoại ơi, ngoại nói á, ai lo được cho ngoại với cháu ngoại thì sao ngoại? Ai lo được ngoại ngoại và cháu ngoại tôi gả cháu ngoại tôi cho. Những lời đó là ngoại là nói là có chính xác không? Nói chính xác. Rồi con gái làm sao? Dạ. Những lời ông ngoại nói rồi con có chịu không á? Chịu. Thì bữa nay thân chúc á vui ngôn thì cũng có quay lại cái cô bé mà hôm bữa mà nói mà tiễn chồng ở cả nhà. Thì bữa nay mấy anh em thấy là không còn quán rau nữa mà thấy quải cái bao á, không biết làm cái gì đó để mình chút đứng vào khác rồi như thế này luôn. Trên nó trên đụng đường nó vắng mà cháu nó lội ha, dạng nha. Con gái, con đang làm gì hả? Dạ, con làm cha. Rồi hôm bữa con đi bán rau rồi bữa nay sao tới đi lụm ve chai vậy? Dạ, tại cái rau ấy quá trời. Ê hả? Dạ. Rồi con không kiếm cái công việc gì sao mà tới bữa nay đi lụm mũ vậy? Dạ. Con đi hồi nào bây giờ? Dạ, đi hồi sáng. Mà sao chú thấy con đi cái đoạn đường nó vắng như vậy đó? Rồi con không sợ sao? Dạ sợ. Sao con không mang dép đồ vô? Hả? Dạ tại không có dép. Con cái đôi dép đâu có nhiều đâu. Hả? Cái đôi dép đâu có nhiều đâu mà con không có tiền mua hay sao? Dạ. Ở đâu lụm nhiêu đâu cho mấy chú coi coi. Mở bao cho mấy chú coi coi sáng này lụm được nhiêu. Con nhiên ra cho mấy chú coi ra cho mấy chú coi coi. Bà là ai chỉ cho con đi lụm dây chai này vậy? Dạ, con tự biết hả? Cho chú hỏi nè, thì cái đôi dép thì đã đặn. Sao con đi theo cái đường vắng như nè, đường lộ nè, sao con mặc quần dài vô? Dạ, ta không có quần dài. Ủa, có cái quần dài mà con cũng có, mà cái đôi dép con cũng không có. Con có nói xạo với mấy chú không? Dạ không. Trời ơi, thấy thương không cả nhà? Đây nè, một cô gái đi lụm mũ để kiếm tiền về. Con đi lụm mũ này giờ kiếm tiền về để làm cái gì? Dạ, kiếm tiền mua thuốc cho ngoại. Ông ngoại con bị gì? Ông ngoại con bị bệnh. Bây giờ kiếm cái gốc mát rồi nè, cho chú gắn cái thiết bị âm thanh đó để trò chuyện chút xíu với con nha. Dạ. Con gái ơi, thì chú nè với chú Ngô bữa nay lại đây cũng có một cái phần riêng của cô chú thì gửi cho con á, thì chắc có lẽ là cũng đỡ một phần nào ha. Dạ. Thì đi lụm mũ này nè, rồi mấy cái chỗ vắng rồi sao con có lo không? Có. Thí dụ là đi như vậy đó là mình đi mình phải mang dép rồi vô sao? Dạ. Chú không thấy con mang dép bọng chân à? Dạ, tại không có dép. Con là tên hôm bữa nói là tên Ngăn đúng không? Dạ. Tại không có dép. Với lại thôi thì bữa nay mấy chú á cũng có một cái phần viên á gửi con là con mua dép mua với mua cái quần dài nha. Dạ. Con lụm mũ nè, thì chú hỏi nha. Rồi con bán ngày nhiêu? Dạ, ngày cũng mười mấy, 20 nghìn. Rồi trong khi đó tiền á thì mình để làm cái chính là để làm cái gì á? Mua hút cho ngoại. Ông ngoại. Dạ. Ví dụ ông ngoại con là không có hay nuôi sao mất con nuôi ngoại. Dạ. Cái gì con được sao? Cái gì con thì cũng đi làm xa nên cũng ít về. Dạ. Và chú hỏi hôm bữa con nói là căn tìm một chàng hoàng tử thì không biết cái ý kiến đó, với lại là hôm bữa nó nói gì đó rồi con có thay đổi không? Dạ. Con có ý chú hỏi là hôm bữa con cần tìm một cái chàng trai để lo cho con với anh em con. Bữa nay con có thay đổi không là quyết định y vậy? Y vậy. Y vậy ha. Dạ. Chàng. Chú thấy thì con trong quê nè
con đi làm mẫu. Ừ, ví dụ có một cái ước mơ đó thì con ước mơ cái điều gì cho con? Con cũng mơ. Sao? Con ước mơ là sao? À, cho chú hỏi á, ví dụ mà con có một cái ước mơ thì con ước mơ cái điều gì? Con chỉ ước mơ là sao? Làm tóc à. Làm tóc ha. Dạ. Chỉ vậy thôi hả? Dạ. Ừ, ví dụ là rồi ông ngoại con nè, chú hỏi á, thì ở nhà đó thì có ai lo phụ với con không? Dạ, cũng có bà ngoại. Ngoại ha, ngoại mà ngoại yếu hay sao? Dạ. Rồi á, bữa đó thì con nói là cần tìm một người. Con có thể nói lại những cái lời đó cho chú nghe được không? Dạ được. Nói sao con nói? Nếu có người lo cho anh em con á, thì con sẽ lấy người làm chồng, lo cho người đó suốt đời. Lớn tuổi này sao? Lớn tuổi cũng được. Lớn tuổi cũng được ha. Dạ. Lớn tuổi, ví dụ lớn tuổi là ví dụ lớn tuổi rồi nó đâu có xứng với con đâu. Là lo cho anh em con được. À, thì chẳng hạn như là con hy sinh hay không? Dạ. Chàng ơi, và những lời này nó mình đưa lên mạng á là phải cho thiệt nha con. Dạ. Chứ mình để mình nói là mất công mà mấy anh mấy chú rồi người ta nghe được á, rồi xong nói ủa bữa nói vậy rồi sao giờ nói vậy. Thí dụ có một người lại lo cho ngoại con thì đầu tiên là con muốn lo cho ngoại con là lo điều gì? Dạ. Con nói đi. Lo cho ngoại con là tiền mua thuốc đó. Tiền mua thuốc đồ để uống nha. Dạ. Còn thứ hai? Thứ hai là tiền. Có lo nhà cửa gì không? Dạ cũng có. Cần cắt nhà gì không? Con nói cái mong ước con lên hết đi cho mấy anh mấy chị người ta ở mấy chú mấy anh rồi tao biết. Dạ có. Như ý con nói là mình tìm một người nào lo cho ông ngoại con và cắt nhà cắt cửa. Dạ. Con mới đồng ý đúng không? Dạ. Còn không có cắt nhà con có chịu không? Dạ không. Là cái này ví dụ là một cái như ví dụ là con phải mấy đồng ý mấy cái những cái điều con nói con mới chịu đúng không? Dạ. Rồi ví dụ nè, chú hỏi á, rồi lớn tuổi con cũng chịu rồi. Dạ, con có hứa gì, có những lời hứa nào với cái mà người mà đã lo cho ngoại con không? Lo suốt đời. Rồi có thương dữ dằn không? Có. Một cô gái nha cái nhà đi lượm mũ nha. Thì hôm bữa chú ngồi qua thấy con á đi bán rau. Yeah. Rồi thấy bán rau thấy cũng ổn lắm, bữa nay mà tới nông nổi mà tới lượm mũ luôn. Yeah. Có lượm mũ rồi có đi lượm chơi không hay là đi lượm gì chơi nó thiệt đi nghe. Dạ lượm thiệt. Thì chú thấy lượm mũ gì đâu đi dò không nè, quần dài đâu bộ con hồi sớm con nói là không có cái quần dài đâu hả gì. Dạ. Không có cái quần dài đâu hết. Rồi dép. Dép không có. Không lẽ cái quần dài không có nữa cô, khổ dữ hả? Dạ. Có thiệt không? Thiệt. Dạ ơi. Cái gì? Thì Thanh Trúc á, đi bữa nay quay lại đây cũng trao một cái phần viên của cô chú Mạnh Thường Quân thôi. Thì bữa nay gặp cháu á, gặp em Ngân nè, là đi lượm mũ. Đi lượm mũ cho chú hỏi á, con đi lượm mũ rồi có khi nào mà có những người á, người ta kêu con là vô đây biểu không? Có những mấy cái người đó không? À, dạ có. Có hả? Rồi mấy người đó kêu con sao? Con kể cho chú nghe coi. Mấy người đó kêu con vô để nói chuyện rồi tới cho con tị. Rồi dắt đó làm sao? Con chờ làm sao? Dạ con không vô. Đúng rồi. Mà con đi á là chú chỉ con nè. Con đi á là con lựa cái chỗ đông người, chứ đừng có lợi cút trắng lượm mũ đúng không? Dạ.
với con lụm vậy đó. Rồi thường thường đó là mấy cái người thanh niên đó là kêu con vô cho tiền rồi có nói con gì những cái lời nào nữa không, con kể cho chú nghe coi. Ví dụ nói lời ngọt này kia gì đó. Dạ có. Lời ngọt là sao? Nói là kêu ở lại chơi đi rồi tí nữa anh ta cho tiền như vậy. Kêu con vậy nè, mà có nhiều lần không? Dạ nhiều. Trời ơi. Rồi con thấy mấy cái người đó nói vậy rồi con thấy sao? Con có lo không? Dạ có. Thấy chú á, chia sẻ nha chị nè. Con á, chị làm mũ á, mình đừng có lại cái chỗ mà nào mà đông người ha. Dạ. Hay như vậy á, nó con là con gái nè, rất là nói chung là thiệt ha. Dạ. Thường như vậy đó thì lâu lâu mấy con đi lượm mũ nè, lâu lâu con mới đi hay là con đi mỗi ngày? Dạ. Khi nào hết tiền hút cho ngoại thì con đi. Rồi hôm bữa bán rau rồi còn bán không? Dạ, tại này ta xịt thuốc hết rồi cho nên hết rau. Xịt thuốc hết rồi cho nên là hết rau, cho nên là đổi qua là đi lượm mũ hả? Dạ. Cả nhà thì thấy một cái câu chuyện một cái cô bé này đi lượm mũ kiếm tiền về nuôi ông ngoại, với lại là cũng có một cái ước mơ là người nào lo được cho ông ngoại sẽ sao ông gái sẽ lấy người đó làm chồng lo cho người đó suốt đời. Con có cần cao giáo gì không, vừa cao rồi đó? Dạ cũng cần cao ha. Rồi lớn tuổi rồi con chịu không? Dạ, hai mấy tuổi trở lên rồi. Hai mấy tuổi trở lên hả? Dạ. Như là con nói là thấy gì? Ví dụ là người nào lo được cho ngoại con, lớn tuổi cũng được không? Cũng được. Được đúng không? Thì dạ. Con phải nói cho nó chính xác. Để người ta lại đây, người ta nói, ủa sao bữa nó lớn tuổi mà. Alo, em nghe em nói chuyện không? Dạ nghe. Chị thấy cái hình không có gì là cái hình như bị đứng mạng đứng. Bây giờ anh thấy rồi đó anh có biết anh trong cái sắp tới nếu mà tháng năm em thì tháng 8 anh về được, anh về Việt Nam cho được. Dạ. Tại vì tháng 8 anh dự định đã, tháng 8 này anh về thì anh có thể gặp em. Nhưng mà từ đây tới cái lúc mà anh về đó, anh sẽ tài trợ cho em với điều kiện á là em phải anh phải liên lạc em được em với em á bằng Zalo và em phải chụp cho anh cái chứng minh nhân dân. Để khi là anh có thể, tại vì nếu mà anh gửi tiền qua bên anh Túc á, thì anh Túc đi về chỗ em á, rất là xa, mà gửi có 20 triệu mà phải đi xa vậy thì mất công lắm. Thành ra nếu mà em có chứng minh nhân dân, anh có thể gửi tiền cho em. Tài trợ cho em 20 triệu, mà em phải có chứng minh nhân dân. Và em có Zalo. Tại sao? Vì khi đó anh sẽ gửi vào gần chỗ em có cái ngân hàng không? Tự em ra cái ngân hàng nào. Dạ. Có ngân hàng tên gì? Dạ em cũng biết nữa. Ở chỗ em đi ra cái thị trấn sao? Dạ cũng xa. Cũng xa, vậy là em không biết rồi. Không biết làm sao anh gửi tiền về được. Tại anh sẽ gửi về tên ngân hàng. Rồi thì anh cho cái tên tuổi của em trong cái chứng minh nhân dân. Em đi ra cái ngân hàng đưa cái chứng minh nhân dân là em lĩnh được thôi. Với lại anh đưa cho em 12 cái mã số. Cái số mã số á, để riêng cái cá nhân em biết thôi. Khi đó, khi nó hỏi 12 mã số, em đưa mã số cho đi chứng minh nhân, nó sẽ đưa tiền cho em rất là dễ dàng, không phải chờ anh Túc á, ảnh rất là bận rộn, ảnh quay nhiều clip lắm, mà mỗi lần anh đi xuống
tới chỗ em là rất xa, mà anh gửi có 2-3 triệu rồi mà phải đi mang từ xa xuống thì thấy cực lắm. Và thứ hai nữa, nếu mà không có chứng minh nhân dân của em á, anh có thể tìm cách để cho gửi tiền cho em cũng đâu có được. Yeah. Tại vì phải có tên tuổi của em, tên chứng minh nhân dân của em, anh mới đưa vô cái ngân hàng bên anh, nó mới chuyển về cái ngân hàng bên Việt Nam được. Để cho khi đó em mới đem chứng minh nhân dân, em không có chứng minh nhân dân thì ra đó mới lãnh được. Yeah. Tức là phải có tên tuổi chính thức, ngày tháng năm sinh của em, anh mới gửi được tiền cho em. Còn nếu mà không biết, không có cách nào thì thôi anh chịu thua, anh đâu có gửi cho em được. Còn anh mỗi lần anh gửi cho anh, cho bên Thanh Trúc thì anh thấy cực lắm, bên đó cũng xuống chỗ em cũng xa, mà công việc của bên anh Thanh Trúc thì rất là nhiều, phải lo quay nhiều clip, rồi có nhiều khi không có rảnh nhiều. Giờ tiếp nhất là anh với tư cách là một mạnh thường quân muốn tài trợ em hàng mỗi tháng, nhưng mà phải cần cái chứng minh nhân dân của em, anh mới gửi tiền về cái ngân hàng gần nhất ở trong cái chỗ em, để em chỉ ra bao xe ra đó, em có ai chở em ra đó em lãnh thôi, với cái em đem chứng minh nhân dân em đưa ra cái ngân hàng đó, anh xác nhận cái em phải đưa cho biết cái tên ngân hàng, và chỉ biết tên thôi, không cần biết cái địa chỉ ngân hàng, là bất cứ cái ngân hàng nào mang cái tên đó trên toàn tờ bất cứ nước Việt Nam em thì gọi được hết. Ở trong chỗ nào, góc nào, vùng nào, miền nào mà có cái tên, có cái ngân hàng đó, làm ra anh với điều kiện là phải có chứng minh nhân dân. Yeah. Anh muốn giúp em như vậy mà thì em cũng phải cố gắng em tìm cách, chứ còn ngoài ra không còn cách nào khác để giúp em, không có thể nào giúp em được. Và thứ hai nữa là phải có một cái phương tiện để liên lạc để anh báo cho em. Đó, cái số 12 mà số cổ để cái rút tiền để nhận, để lấy tiền mặt ra từ cái ngân hàng đó, chỉ cần em đưa 12 mã số của anh, đưa mỗi lần anh chuyển người ta đưa 12 con số anh. Đọc cho em hai ra, em đọc cho nó và em đưa thẻ chứng minh nhân dân là em lãnh được tiền, có như vậy thì mới giúp đỡ cho em được trong cái những cái lúc khó khăn. Giờ đó anh đã trình bày hết rồi. Anh thì bây giờ là hiện tại anh tiếp cận với em là như một cái tư cách là mạnh thường quân muốn giúp cho em hàng tháng để em bớt cực khổ phải đi bán rau bán đồ. Nhưng cần cái chứng minh nhân dân, cái em chụp cái khu vực copy đó, em chụp lại em gửi qua cho anh. Và thứ hai nó phải cần phải khi đó muốn có điện thoại thì anh gửi tiền về em mua một cái điện thoại, một điện thoại gọi là tạm thời thôi, tại bên đây anh có 2-3 cái điện thoại, là nếu sau này anh về anh gặp thì cái điện thoại bên đây là nó mất tiền, điện thoại anh là cái nào cũng trên 10 triệu hết, thành ra chỉ mua cái điện thoại tạm thôi 1-2 triệu để mà liên lạc với anh trong vòng từ đây tới tháng 8-9 đó, 5-6 tháng thôi, để mà liên lạc để anh 12 số đem đi lãnh tiền ngoài cái ngân hàng. Muốn biết cái ngân hàng thì em chỉ ra cái trung tâm thành phố chỗ gần nhất của em đó, em hỏi những người lơ xe, những người tài xe, tái xe hay những người trong cái vùng đó, những cái tiệm quán nào đó thì ta hỏi chỗ có cái ngân hàng nào gần đây không. Yeah. Khi người ta có chỉ thì em lợi, thì em chỉ cần nói cái tên ngân hàng thôi, giống Việt Công Banh, Sa Công Banh hay là cái gì đó. Em đánh qua cho anh với cái điện thoại tạm của nếu em. Có gì à, anh gửi cho chúng anh chút cũng được mà. Gửi cho Thanh Trúc. Rồi Thanh Trúc phải đi xuống em mỗi lần là rất là phải lâu, phải 2-3 tuần lận anh lúc mới kiếm ra thời giờ mới đi về, mới đi chỗ mà đi xuống cho em là rất xa. Thanh Trúc mà đi về đó là Thanh Trúc phải đi, phải kết hợp với những cái vùng gần đó, chứ còn từ xa đem về cho em có 2-3 triệu mà thì mới đi mất từ rất nhiều thời giờ, một ngày của Thanh Trúc làm là biết bao nhiêu tiền rồi em quay clip đồ, không lẽ chỉ mang tiền cho em 2-3 triệu, khi nào Thanh Trúc quay gần cái vùng của em đó thì mới được. Thì
có đi tiệm ghé em không có xa, ví dụ một có đi vài chục cây, chứ còn từ trên đó nghe nói 70-80 cây gì thì đi xuống cho em. Thôi thì trò chuyện hồi sớm bây giờ cũng đã lâu rồi, thì thôi em nói lại với ngoại ha, thì coi để như thế nào. Ok, rồi thì em dàn xếp đi ha. Nếu mà được giống nãy giờ anh nói thì em cũng hiểu cái nội dung câu chuyện rồi ha. Nếu mà được á thì em gửi qua cho anh. Còn không được thì mình nói chuyện sau nha em. Nói với anh nói đi, nói mình kết thúc video đi, lịch sự với anh ta. Rồi vậy thôi mình kết thúc video nha. À, dạ vậy. Thôi gì đàn gái ơi. Dạ. Thôi giờ con dẫn mấy chú về nhà và nói chuyện với ngoại con nha. Dạ. Thôi mình đi. Đi. Con xin chào ngoại nha. Ngoại, hồi sớm á, mấy anh em con đi trên cái đoạn đường nè, thì gặp cháu nó là đi lượm mũ. Thì sau hôm bữa mấy anh em thấy mà đi bán rau rồi, sau bữa nay thấy lượm mũ rồi ngoại. Ngoại ngoại đâu có cho đi lượm mũ đâu, nắng lâu quá. Thấy gì đó bỏ nó đi, không tiền không bạn. Cháu có nói là đi lượm mũ về kiếm tiền để là về mua thuốc cho ngoại. Ngoại định diễn ngoại. Ngoại bị cái biến. Vậy là đi đứng khó khăn lắm không? Đi đứng khó khăn. Vậy là ngoại không biết luôn. Ngoại không biết. Không biết cháu là đi là một. Cháu đi là một. Sao gái cho con đi, sao con nói với ngoại? Để cho ngoại lo là sao? Tại ngoại không cho đi. Rồi không cho đi rồi con lén đi hay gì? Dạ. Con lén đi. Lén đi lượm mũ để kiếm tiền về lo cho với lại ngoại, là hôm bữa đó là cháu nói gì nè, là càng tìm một người để lo cho ông ngoại nè, rồi sẽ lấy người đó làm chồng, thì cái sự việc đó ông ngoại có biết không? Biết. Cháu ngoại có nói, nếu ai lo được cho cháu ngoại tôi thì cái gì tôi cũng chịu hết. À, cái gì cũng chịu được không ngoại? Dạ. Thí dụ mà tuổi tác sao ngoại? Tuổi tác trên là thì cũng không nói. Không cần ha. Miễn sao mà lo được cho ông ngoại hay sao? Lo được cho ông ngoại và cháu tôi được thì tôi cứ giả cho nó cho. Là hiện tại đó là cho con hỏi ngoại, thì hiện tại đó ông ngoại nè với cháu cái hoàn cảnh bộ đi tới cái mức đường mà khó khăn quá, sao mà mình nhờ tới cháu ngoại gì ông ngoại? Cái con hỏi mức khó khăn, gia đình khó khăn. Ở ngoài thường thường đó là cháu là con ngoại nè, rồi có con cái gì nhiều không? Có bốn đứa con mà đi làm ăn xa. Vậy là hoàn cảnh anh chị nó cũng khó khăn không ngoại? Rồi chỉ có cháu nè. Cháu cho ngăn ở nhà là phụ giúp với ngoại nữa hả? Ông ngoại, ví dụ mà ngoại mà nó cần tìm một chàng gửi như vậy đó, rồi lo là lo cho ngoại là lo như thế nào ngoại? Lo đời sống thì cho con cháu thì có tiền có bạc. Có lo cho ngoại không? Có. Lo cho ngoại có tiền đi khám bệnh ha. Tuổi tác không quan trọng. Nhưng cần lo cho cháu ngoại là được rồi. Vậy là ông ngoại cũng đã chịu đồng ý rồi. Cần lên tiếng là cần tìm một cái chàng hoàng tử cho cháu ngoại mình hả? Ngăn nè, rồi gái nè, thấy rồi ông ngoại mình gì đó mà bệnh gì nè, rồi con có thấy thương không? Có. Ví dụ mà bữa nào mà mình hết tiền á, làm sao mình để có tiền mà để mua chẳng hạn như thuốc nè để cho ông ngoại mình không? Dạ đi lượm chai. Ví dụ bữa đó lượm không được rồi. Không được thì mà tiền đâu mua thuốc cho mày? Cho chú hỏi ở đâu? Mượn cô chú ra cho không? Để cho. Mượn mấy 20 ngàn gì đó. Thì chú biết con mượn thì mượn một số ít. Ngoại, cho con hỏi ngoại. Thì hồi sớm bây giờ con chỉ nói là hoàn cảnh của cháu ngoại thôi. Thì không biết là cha bé đâu ngoại? Cha đó chết rồi. Mất không rồi? Mất rồi.
rồi cha thì mất rồi, rồi chắc sống với mẹ hay gì vậy? Mẹ nó có chồng khác làm ăn xa. Ồ, là ngoại, là hiện tại là mẹ của bé là bỏ bé luôn. Nói chung là có chồng khác là bỏ bé hả? Vậy là hiện tại là đang mồ côi không vậy? Đang mồ côi. Sống với ông ngoại là từ hồi đó giờ hay sao? Sống với ông ngoại từ nhỏ tới lớn luôn. Cháu là nghỉ đi học hay gì không ạ? Nghỉ học hả? Ngoại chắc ngoại có khi suy nghĩ có khi ngoại là một cái gánh nặng cho cháu cái của mình không ngoại? Có, ngoại có lo lắng về như cho cháu ngoại. Ngoại suy nghĩ sao? Ngoại lo kiếm tiền cho bạc nuôi nó. Nhưng mà ngoại có con thấy đâu, còn là cháu đi lượm mũ nè, để kiếm tiền lo cho ngoại. Ngoại có suy nghĩ có khi nào mà mình sức khỏe của mình là cái gánh nặng cho cháu của mình không ạ? Mỗi ngày và để lo kiếm tiền mua thuốc và chăm sóc cho ngoại mình. Ngân ơi, cho chú hỏi nè. Từ khi á, con gái có thấy là cái sức khỏe của ngoại nè, con có khi suy nghĩ có khi là ông ngoại sẽ có một ngày nào là sẽ bỏ con không? Dạ có. Dắt đó con suy nghĩ sao? Hiện tại là ông ngoại đang yếu mà. Con suy nghĩ sao con phải như thế nha ta? Nhắc nó chắc buồn lắm nha. Bây giờ là đầu tiên là con phải là kiếm tiền để lo cho ngoại. Chứ lại là ngoại con cũng có nói đó, là cần tìm một người để lo cho ông ngoại con đúng không? Dạ. Cái đó thí dụ là lo thuốc men thôi anh gái. Dạ, thuốc men với xây nhà cho ngoại con. Lo thuốc men xây nhà cho ngoại con. Cháu ngoại nó nói gì đó ngoại, rồi ngoại thấy sao? Có đồng tình với cháu không? Ông ngoại cũng đồng tình với cháu. Thí dụ mà chàng gửi lại đây nè, rồi cao thấp gì ngoại chịu không? Đẹp trai rồi xấu gì ngoại chịu không? Hay là miễn là ai lo là ngoại chịu? Ai lo là ngoại chịu. Vậy là ngoại hứa rồi nghe cả nhà. Ông ngoại ở đây nói chung là sẽ ai lo được cho cháu con gái nè, sẽ gả cháu gái luôn hả ngoại? Đúng rồi. Đầu tiên là có xin lỗi gì ngoại? Ví dụ á, lại đây lo rồi có gả cháu rồi chàng gửi lại đây ngoại có đòi xin lỗi gì không? Không, ngoại không đòi hết. Không đòi rồi sao điều kiện mà ngoại sao? Ngoại có điều kiện không? Ý con hỏi á, là phải có điều kiện gì không á? Có điều kiện lo cho nó. Có lo cho ngoại không? Có. Điều kiện gì luôn ha. Như vậy là yêu cầu của ngoại là không cần xin lỗi gì hết. Miễn sao mà thật tình lo cho gia đình cũng như là chăm sóc cho cháu gái của ngoại đến nơi đến chốn là ngoại yên tâm rồi ha, là ngoại bằng lòng ha. Chàng ơi, điều kiện của ngoại cũng quá dễ nè, quý yên nhớ. Rồi ở đây nè, Ngân con có hứa là sẽ nếu mà người nào lo con sẽ chung thủy suốt đời không? Dạ có. Con chung thủy như thế nào? Quan tâm người đó, lo lắng cho người đó. Có nấu cơm cho người đó ăn không? Dạ có. Thôi cho ăn cơm tiệm nha. Ngoại thì mấy anh em con á, bữa nay lại đây nè, cũng có giữ một cái phần duyên của mấy anh gửi cho cháu, thì mấy là con với Ngôn nè sẽ trao cái phần duyên đó cho ngoại để phụ giúp mua thuốc men nhé. Thì Thanh Trúc nè, bữa nay lại đây cũng có trao một cái phần duyên của hai anh trai cho cháu Ngân ở đây. Con gái thì chú trao cái phần duyên á, thứ nhất là có một cái anh ở Việt Kiều Mỹ gửi cho con là 1.3 triệu ha. Dạ. Nè, con nếm lại đủ không? Dạ đủ. Thứ hai thì cũng có một cái anh giấu tên gửi cho con 1 triệu ha. Dạ. Đó là tổng là 2.3 triệu. Thì ở đây nè, con có lời nào gửi đến hai anh trai đó không? Dạ, em cảm ơn hai anh đã giúp đỡ gia đình em. Thì cái phần duyên á là của hai anh trai, hai anh này thì nói dấu tên nha cả nhà. Thì còn thứ hai nữa
là có một cái phần viên của chú Ngôn á sẽ gửi cho con ha. Thì còn một cái phần viên của Ngôn nữa thì mời cả nhà để theo dõi ha. Xong để luôn cắt luôn. Thì vừa qua đó chú Ngôn cùng với chú Thanh Trúc nè cũng có quay về hoàn cảnh của ba anh em của con á. Thì thật sự mà nói thì có rất là nhiều quý vị khán giả cũng như là quý mạnh thường quân trong khoảng thời gian qua cũng đã hỗ trợ giúp đỡ cho ba anh em của con. Tuy nhiên cái khoảng thời gian gần đây thì mấy chú cũng không có ghé thăm nhiều á. Cho nên thì ghé lại thì biết được cuộc sống của con á là cũng khó khăn nhiều. Thì qua đây cũng có một số quý mạnh thường quân trong ngày hôm nay cũng sẽ gửi tặng đến mấy anh em con á. Giống như là một chút tấm lòng để mà con có thể dùng mà mua gạo cũng như là lo cho cuộc sống hàng ngày nha. Thì ở đây là có quý mạnh thường quân là hai người dì cùng với một người cô là ủng hộ cho ba anh em con là số tiền thêm là 3 triệu nha. Đây, nhưng mà quý mạnh thường quân xin được giấu tên nha con nha. 1, 2, 3 thì tổng số tiền ngày hôm nay con nhận được từ quý mạnh thường quân bên kênh của chú Thanh Trúc cũng như là của chú là 5.300.000. Thì con có lời gì muốn gửi đến quý mạnh thường quân không? Dạ con cảm ơn mấy cô với mấy dì đã giúp đỡ anh gia đình, giúp đỡ mấy anh em con. Con chúc mấy dì luôn mạnh khỏe. Dạ thưa quý khán giả, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, một lần nữa cho Ngôn cùng với Thanh Trúc xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân đã đồng hành cùng hai anh em để hỗ trợ giúp đỡ cho những hộ gia đình nghèo, những bà con đang gặp khó khăn. Thì một lần nữa cho Ngôn thay mặt mấy anh em xin gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Đến đây thì Ngôn xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị khán giả cùng với quý mạnh thường quân ở một video kế tiếp. Con xin chào và hẹn gặp lại.